Câu chuyện kể về bé Mỹ Huyền. Bé đã bị câm và điếc bẩm sinh. Bố mẹ của bé đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, nhưng nhờ niềm tin và lời cầu nguyện mà bé đã biết ca hát và nói chuyện một cách rất bình thường. Mời quý vị đón nghe để hiểu thêm về câu chuyện của bé. Bé Mỹ Huyền nói chuyện với Chúa sau 8 năm bị câm và điếc. Tác giả Mary Liu Tâm và Lan lập gia đình được 2 năm thì sinh một bé gái đầu lòng trong niềm vui hạnh phúc của gia đình hai bên. Bé rất dễ thương, bụ bấm, đôi mắt của bé to và đen nhánh. Tâm và Lan đã đặt tên cho bé là Mỹ Huyền. Niềm vui ấy chưa được bao lâu, thì trong một lần phám định kỳ, bác sĩ đã chuẩn đoán bé Mỹ Huyền bị câm và điếc bẩm sinh. Ôi! đây là một nỗi lo thầm kín của tâm và lan bấy lâu nay kể từ khi lan thương và yêu tâm gia đình của lan đã phản đối cho mối quan hệ này họ không chê bai gì tâm vì tâm là một người thanh niên rất hiền lành và đạo đức nhưng gia đình lan lo lắng vì tâm có một người cô cùng một người chú ruột đã bị câm và điếc bẩm sinh vì lý do đó nên mẹ của lan đã phản đối cuộc hôn nhân này vì bà rất lo lắng ảnh hưởng cho đời con cháu của bà về sau trong những năm tháng yêu nhau ấy lan và tâm đã đến nhà thờ cùng nhau cầu nguyện với chúa và đức mẹ rất nhiều họ cầu xin cho cả hai quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và thử thách để đến được với nhau thời gian sau đó vì biết không thể cấm cản tình yêu của đôi trẻ nên cuối cùng thì mẹ của lan và gia đình hai bên cũng đã chấp nhận cho tình yêu của đôi trẻ ấy cùng lời chúc mừng kèm theo những lời dặn dò là phải cố gắng tin tưởng vào Chúa và luôn luôn đọc kinh cầu nguyện. Sau khi lập gia đình thì Lan và Tâm vẫn luôn cùng nhau đọc kinh sáng tối, cầu nguyện, xin lễ, làm từ thiện nhiều hơn trước đây nữa, với một hy vọng rằng cha mẹ hiền sẽ để đức cho con, dù biết rằng con đường trông gai vẫn đang nằm trước mắt, nhưng họ vẫn luôn luôn đặt niềm tin vào Chúa. Rồi thời gian trôi qua, bé Mỹ Huyền đã lên 2, 3, 4, 5, 6, đến năm bé được 8 tuổi thì hầu như mọi người hai bên gia đình nội ngoại của bé đã không còn một tia hy vọng nào, ngoại trừ Lan và tâm cả hai đều không chịu thua cho số phận. Niềm tin vào Chúa của họ không hề thay đổi. Họ luôn làm mọi cách để hướng dẫn bé Mỹ Huyền nói chuyện, cầu nguyện với Chúa họ đã cho bé Mỹ Huyền vào trường học dành cho những người khuyết tật. Ngày tháng trôi qua bé Mỹ Huyền cũng gần 9 tuổi, bé đã biết viết và dùng tay diễn tả thay cho nói chuyện. Có một đêm khoảng 12 giờ khuya Lan ghé qua phòng của bé Mỹ Huyền để xem bé đã ngủ chưa. Khi bước gần đến phòng của Mỹ Huyền thì Lan khựng lại một chút vì lạ thay trong phòng của Mỹ huyền vọng ra tiếng ai đó đang nói chuyện và ca hát, trong phòng một màu sáng rất dễ chịu phát ra từ cánh cửa đang khép. Lan gión rén lại gần đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhưng trong phòng chỉ có bé Mỹ huyền đang ngồi đó, bé nhìn Lan và nở nụ cười đầy hạnh phúc, ánh sáng nhẹ nơi bóng đèn ngủ vẫn bình thường như mọi ngày. Tiếng nói và tiếng hát vọng ra lúc nãy cũng không còn nữa lạ quá chuyện gì vừa xảy ra đây lan tự hỏi có phải là mình đang bị ảo giác hay là mình chưa tỉnh ngủ lấy lại bình tĩnh rồi lan ôm bé mỹ huyền vào lòng và nói con ngủ đi nhé khuya lắm rồi ngày mai con còn phải dậy sớm đi học bé mỹ huyền khẽ gật đầu như muốn nói điều gì với lan mà không thành lời khi trở về phòng của mình lan không hề chợp mắt được tại sao hôm nay bé mỹ huyền gật đầu khi nghe lan nói thường thì mỹ huyền chỉ nhìn miệng người nói hoặc làm cử chỉ ra hiệu thì bé mới hiểu được nhưng khi lan nói với mỹ huyền là lan đang ôm bé mỹ huyền kia mà làm sao mà bé nhìn được miệng của lan nói mà hiểu và gật đầu chứ như thường lệ sáng hôm sau thức dậy thì lan và tâm lại chờ con đến trường học rồi khi hai người đang trên đường đến nơi làm việc Lan đã đem tất cả chuyện tối qua kể lại với Tâm, nghe Lan kể xong thì lòng Tâm cũng rất bối rối, nửa tin nửa ngờ. Sau giờ làm việc về, hai vợ chồng Tâm đến đón bé Mỹ Huyền như thường lệ. Ngồi trên xe, Tâm và Lan đã cố gắng hỏi bé Mỹ Huyền rất nhiều câu hỏi, nhưng tất cả đều vô vọng, vì bé Mỹ Huyền không hề nghe và cũng không nói được gì cả tối hôm đó vì mệt mỏi nên lan đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi đang ngon giấc thì lan lại nghe tiếng tâm gọi khẽ bên tai em tại sao có tiếng hát vọng ra ở đâu đó trong nhà mình em có nghe thấy không nghe vậy thì lan như bừng tỉnh ngồi dậy và cùng tâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ôi tiếng hát của ai mà hay quá có phải em quên tắt máy dưới nhà không không Hôm nay em không mở máy và nhà mình cũng không có CD bài hát này. Lạ lùng thay, ai đó đang hát bài Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, rồi đến bài hát Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ trong phòng bé Mỹ Huyền tiếng hát ấy văng vẳng mỗi lúc một rõ hơn. Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ che chối lời ai nài van lan và tâm đứng ngoài lắng nghe một lúc rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra hai người không thể tin vào tai và mắt của họ nữa trước mắt họ mỹ huyền đang mặc chiếc áo đầm màu trắng chiếc áo mà mỹ huyền đã mặc hôm xưng tội rước lễ lần đầu đang múa và hát bài thánh tâm chúa jesus vừa nhìn thấy lan và tâm bước vào bé mỹ huyền đã ngưng múa và hát mỹ huyền nhìn bố mẹ và cất tiếng nói ba mẹ vô đây cùng con hát cho chúa và đức mẹ nghe nhé lúc này thì lan và tâm không khỏi bàng hoàng ngạc nhiên và có một chút lo sợ vì bé mỹ huyền đang nói chuyện lưu loát như một người bình thường như trước đây chưa hề xảy ra chuyện gì lan nắm chặt lấy tay tâm vài giây rồi cả hai người cùng chạy tới ôm chầm lấy bé mỹ huyền cả ba người đều ôm nhau khóc họ khóc trong hạnh phúc và khóc như chưa bao giờ được khóc sau đó bé mỹ huyền chỉ tay lên tường và nói một cách rất ngây thơ và tự nhiên ba mẹ nhìn kìa mấy người có cánh đó dạy cho con hát họ hát hay lắm con cũng hát rất giỏi nên con được chúa và đức mẹ xoa đầu con và còn khen con ngoan nữa đó đến đây thì tôi không cần phải viết ra chắc mọi người cũng hiểu được niềm hạnh phúc của gia đình họ như thế nào rồi Hiện bây giờ bé Mỹ Huyền đã được 16 tuổi, Mỹ Huyền rất đẹp, học rất giỏi, ngoan ngoãn, hay nói, hát hay, đạo đức, và Mỹ Huyền đã có thêm hai người em trai rất mạnh khỏe. Lạy Chúa, lạy mẹ Maria, xin ban cho mỗi người chúng con biết sống và tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ nhiều hơn, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng hy sinh cầu nguyện và vác thánh giá ở đời này một cách trọn vẹn hơn. Tác giả Mary Liu vì cuộc sống và theo sự yêu cầu của gia đình anh chị. Nên Mary Liu đã thay đổi tên trong câu chuyện. Cảm ơn anh chị đã kể và cho em chia sẻ câu chuyện của gia đình anh chị lên đây để làm chứng cho tình yêu của Chúa. Em cũng xin đăng kèm với những bức ảnh trong phòng bé Mỹ Huyền mà chị đã gửi cho em. Cầu chúc gia đình anh chị mãi mãi bình an và luôn hạnh phúc trong tình yêu của Chúa và Đức Mẹ Maria. Câu chuyện xin được tạm ngừng ở đây. Mong mọi người đóng góp ý kiến, chia sẻ và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Phương Thảo Washington để tác giả có thêm động lực mà chia sẻ những câu chuyện kế tiếp nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.